Liên quan đến vụ bạo hành ở máy ấm Hoa Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cho biết đã đưa các bé ở nơi xảy ra bạo hành đi khám sức khỏe, đồng thời chuyển về nơi khác để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Ngày 14 tháng 9, liên quan vụ bạo hành nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng, lô 52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện phòng bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã đưa trẻ đi khám sức khỏe và chuyển các bé về mái ấm khác để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Theo vị đại diện này, mái ấm Hoa Hồng được cấp phép tối đa không quá 39 cháu, Tuy nhiên khi kiểm tra thì số lượng trẻ tăng lên nhiều, có thời điểm là 70 cháu. Sáng cùng ngày, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra xác minh. Lực lượng công an đã mời chủ cơ sở và hai bảo mẫu ở cơ sở này về công an phường để làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi bạo hành trẻ em. Trước đó, báo chí phản ánh về việc mái ấm hoa hồng như là địa ngục trần gian đối với trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này, khi những bảo mẫu tại đây thường xuyên có những hành động như là ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thái Nguyên, đơn vị này đang giám sát, điều tra nguyên nhân sau khi tiếp nhận thông tin có bà học sinh trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nhập viện điều trị chưa rõ nguyên nhân Tổng cộng có hơn 10 học sinh ở cùng ký túc xá phải nhập viện với triệu chứng sốt chưa rõ nguyên nhân, trong đó có một trường hợp tử vong. Thông tin ban đầu cho thấy ba người mắc bệnh đều là học sinh ở ký túc xá của nhà trường, trong đó nặng nhất là một em sinh năm 2008 ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được đưa vào viện vào tối 29 tháng 8 với các biểu hiện như là đau bụng, nôn, rồi rơi vào tình trạng lơ mơ, hôn mê, Người bệnh được chẩn đoán theo dõi viêm mảng não, viêm túi mật, polyp túi mật. Tình trạng bệnh tiến triển nặng rất nhanh, sau đó được chẩn đoán suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, viêm gan B. Đến ngày 31 tháng 8, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà và người bệnh tử vong tại gia đình. Hai ca bệnh còn lại nhập viện vào ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mùng 2 tháng 9 với các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Hiện một bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương theo nguyện vọng của gia đình. Cả hai bệnh nhân này đã được lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm bạch hầu và viêm mảng não. Hiện chưa có kết quả, sức khỏe của hai em ổn định, tự ăn uống và đi lại được. Đến chiều tối ngày mùng 2 tháng 9, có thêm 10 học sinh khác của trường có một hoặc một vài biểu hiện như là sốt, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi, điều trị. Test nhanh cúm A, B, cả 10 em đều âm tính, không thấy hình ảnh bất thường trên phim chụp x quang. Các xét nghiệm khác chưa có kết quả, hiện thì sức khỏe của 10 em đều ổn định, tinh thần tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép qua biên giới. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Đông, sinh năm 1987, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, phòng chống ma túy và tội phạm và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với Tri Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện Trần Văn Đông điều khiển ô tô đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, có cất dấu trên xe 88 hộp pháo các loại, với trọng lượng khoảng 111 kg. Đấu tranh ban đầu, Trần Văn Đông khai nhận bản thân đã vận chuyển trái phép số pháo hoa nổ trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Người dân chứng kiến sự việc cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải đang lưu thông trên đường Ngọc Hồi, hướng từ huyện Thanh Trì đi huyện Thường Tín thì rẽ vào tổng kho 6, số 486 Ngọc Hồi. Lúc này xe ô tô tải va chạm với đoàn tàu có lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Sau cú va chạm mạnh, xe ô tô tải bị đẩy mắc vào hộ lan can của đường sắt và đoàn tàu dẫn tới biến dạng. Còn cột đèn báo đường sắt cũng bị đổ. Vụ tai nạn giao thông đã khiến lái xe tải bị thương, đầu tàu và ô tô tải bị hư hỏng. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải đang lưu thông trên đường Ngọc Hồi, hướng từ huyện Thanh Trì đi huyện Thường Tín, thì Rẽ và Tổng Kho 6, số 486 Ngọc Hồi. Lúc này, xe ô tô tải va chạm với đoàn tàu có lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Sau cú va chạm mạnh, xe ô tô tải bị đẩy mắc vào hộ lan can của đường sắt và đoàn tàu dẫn tới biến dạng còn cột đèn báo đường sắt cũng bị đổ. Vụ tai nạn giao thông đã khiến lái xe tải bị thương, đầu tàu và ô tô tải bị hư hỏng. Giá tiêu hôm nay, mùng 4 tháng 9 trong khoảng 151.500 đồng đến 152.000 đồng 1 kg. Đây là ngày tăng thứ năm liên tiếp trong thị trường trong nước. Theo các chuyên gia, dường như là lượng tồn kho của Trung Quốc đã giảm đáng kể sau thời gian dài mua tối thiểu, buộc phải mua số lượng lớn để bù đắp. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức giá là 152.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg. Còn ở tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức là 152.000 đồng 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 1 kg, tăng 2.000 đồng 1 kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng 1 kg so với cùng thời điểm hôm qua. Thưa quý vị, đây là ngày tăng thứ năm liên tiếp của thị trường. Hiện nhu cầu mạnh từ thị trường Trung Quốc và Trung Đông khiến giá hạt tiêu tăng nhanh trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đến trung tuần tháng 8 đã vượt 473 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 15,5 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Thế giới cho biết trong nửa đầu năm, động lực từ xuất khẩu công nghiệp chế biến chế tạo đã góp phần nâng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam lên cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chỉ 5% của nửa đầu năm ngoái. Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu trong nửa đầu năm nay để tăng đơn hàng, nhất là ở các thị trường đối tác thương mại lớn. Sản lượng sản xuất công nghiệp Việt Nam tăng mạnh, đóng góp đến 1 phần 4 tăng trưởng GDP dù có nhiều khó khăn, thách thức, song trong bối cảnh ấm dần của thị trường quốc tế, xuất nhập khẩu được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Tại giải cánh diều vàng năm 2024, Hoàng Thị Linh có tên trong danh sách đề cử, đối đầu với Thanh Hương, Lan Phương, Cả Ngân, Kiều Anh. Trong hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc, mảng phim truyền hình nhờ vai diễn trong bộ phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái xuất trên truyền hình của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm vắng bóng. Tuy bộ phim không quá nổi bật, nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn được xem là một nhân tố tiềm năng tại cánh diều vàng năm nay. Ba nữ diễn viên của phim gia đình bình vui bất tình lình là Kiều Anh, Khả Ngân và Lam Phương cũng có mặt trong đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc mảng phim truyền hình này. Những diễn viên xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ trao giải diễn ra vào tối mùng 10 tháng 9 tại quảng trường nhà hát đó, Libera Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.